Rồi hello, xin chào tất cả anh chị cô chú đã quay trở lại kênh Điện thoại Ngọc Sương. Chiều hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm 2024. Thì bên Điện thoại Ngọc Sương cũng mới về thêm được một số cái mẫu máy giá học sinh thôi nha, chị, giá học sinh Android như là Oppo, Realme, Samsung, Vivo ha. Đó thì anh chị cô chú xem được con nào cảm thấy được hợp lý là mình liên hệ trực tiếp với em để mua hàng ha. Và số điện thoại là 0879182796, số Zalo cũng là số này luôn. Và địa chỉ ở bên em là số 30 Nguyễn Văn Thành, phường 2, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên nha anh chị. Đó em bán hàng là có ship code toàn quốc nha. Anh chị mua hàng bên em là đơn hàng mà từ 2 triệu lên trở lên ấy là bên em sẽ bao ship cho anh chị. Còn đơn hàng mà dưới 2 triệu là phí ship anh chị trả nha anh chị, tầm khoảng 35 40 ngàn gì đó tùy theo khu vực ha. Rồi về cái chế độ bảo hành thì bên em sẽ bao test bao xài cho anh chị trong vòng một tuần, nếu lỗi lầm thì đổi trả một đổi một. Còn về bảo hành thì bên em sẽ hỗ trợ bảo hành cho anh chị từ 1 đến 2 tháng nha. Rồi con đầu tiên em sẽ giới thiệu cho anh chị cô chú là dòng máy đời thấp trước nha anh chị. Đó là con dòng máy Samsung A10s nha. Samsung A10s em về được con bản màu đỏ nha anh chị, màu đỏ. RAM 2 bộ nhớ là 32 GB. Con này pin của nó là 3400 nha anh chị, 3400 mAh. Đó màn hình 6.2 inch, con này giá bán cho mình là 900k nha anh chị, 900k. Màn hình 6.2 inch này, Galaxy A10 nha anh chị, màu đỏ ha, giá 900k. Đó tặng bộ sạc ốp lưng và dáng cân lực đầy đủ cho mình ha, giá 900k nha anh chị, màu đỏ ha. Đó, hỗ trợ tặng sạc ốp lưng và dáng cân lực đầy đủ, giá chỉ 900k thôi nè. Rồi tiếp tục là dòng máy Oppo. Đây là Oppo A3s ạ. A3s cũng là màu đỏ luôn nha anh chị. Đó con này là RAM 2 bộ nhớ là 16 GB. Màn hình 6.2 inch, con này là kiểu dáng màn hình tay thở nha anh chị, kiểu dáng màn hình tay thở ha, 6.2 inch. Giá bán cho con này là 900k luôn nha anh chị, Oppo A3s 900k luôn nha, màu đỏ. Đó con này cũng có đầy đủ phụ kiện cho mình nè. Rồi rồi tiếp đến là dòng máy Samsung A02 nha anh chị. Samsung A02 thì em về được ba màu khác nhau nha, màu đỏ, màu đen và màu xanh nha anh chị. Đó thì ba con này là được cái là màn hình của nó lớn nha, 6.5 inch và pin thì trâu khỏe nha anh chị. Pin của nó tới 5000 mAh, mấy cái dòng này mua về cho mấy bác lớn tuổi xài ha. Đó nghe gọi Zalo, TikTok gì đó thì ok, lên mạng xã hội thoải mái nha anh chị. Đó màu đỏ, màu đen và màu màu xanh, mình thích màu nào thì mình lấy cho em màu đó ha. Giá bán mỗi con là 1,2 triệu thôi nha anh chị. Samsung A02 nha, Samsung Galaxy A02 giá chỉ có 1,2 triệu thôi. Đó cũng tặng kèm sạc ốp lưng và dáng cân lực đầy đủ cho anh chị. Đó máy rất là đẹp luôn nha anh chị, giá 1,2 triệu, RAM 3 bộ nhớ 32 GB nha. RAM 3 bộ nhớ 32 GB, 1,2 triệu ạ, có 3 màu. Rồi tiếp đến là dòng máy Oppo, Oppo A7. Oppo A7 thì em có hai màu này, màu xanh và màu vàng gold nha anh chị, xanh và vàng gold. Con này hình thức cũng còn đẹp nha, RAM 4 bộ nhớ 64 GB. Pin của nó là 4230 nha chị ơi, pin 4230, RAM 4 bộ nhớ 64 GB. Oppo A7 ha, Oppo A7. Con này em để lại giá bán cho anh chị mình là 1 triệu 3 nha anh chị, 1 triệu 3 cho dòng máy Oppo A7 màu vàng gold và màu xanh nha. Đó, giá mỗi con là 1 triệu 3 tặng sạc ốp lưng và dáng cân lực nha anh chị. Rồi tiếp đến một con rẻ nữa là dòng máy Oppo F5 nha. Oppo F5 em về được hai con á. Màu này là màu màu vàng gold luôn nha anh chị, màu vàng gold luôn ha. Màn hình con này 6 chấm. RAM 4 bộ nhớ 32 GB nha anh chị, Oppo F5. Oppo F5 thì pin của nó là 3100 mAh nha, màn sáng đẹp, không ám hố phản quang. RAM 4 bộ nhớ 32 GB, con này giá bán cho mình là 900k nha anh chị. 900k thôi, tặng sạc và một cái ốp lưng cho mình nha. Sạc và ốp lưng thôi nha anh chị, con này em không có cái miếng dán cân lực đâu nha. Chỉ có sạc và ốp lưng thôi, giá bán cho mình là 900k nè. Đó, vân tay đầy đủ nha anh chị, Oppo F5 giá 900k. Chung là cam bọng ok hết nha anh chị, con nào thì cam cũng đẹp hết nha. Rồi tiếp đến nữa là dòng máy Oppo A5s. Oppo A5s thì em có bản màu đỏ, RAM 3 bộ nhớ 32 GB ạ. Con này pin của nó là 4230 nha anh chị ơi, pin 4230, màn hình 6.2 inch, giá bán cho mình là 1 triệu 2 nè. Oppo A5s màu đỏ giá 1 triệu 2 nha anh chị, 1 triệu 2. Đó cũng có đầy đủ phụ kiện cho mình ha, hai camera và một đèn flash, vân tay ok hết nha anh chị. Tại nhiều máy quá cho nên là em giới thiệu tổng quan thôi ha, nếu mà mình có nhu cầu mua máy nào mà muốn biết chi tiết cụ thể hơn thì mình có thể vào Zalo ha. Em sẽ quay video rõ từng chi tiết cho anh chị xem luôn nha. Rồi tiếp đến là dòng máy Nazo nha anh chị, đây là Nazo 50 màu đen nha anh chị ơi, màu đen. Con này thì màn hình của nó là 6.5 inch, RAM 4 bộ nhớ 64 GB nè. Tên thiết bị là Nazo 50 hay còn gọi là, con này là của hãng Realme nha anh chị, hãng Realme. RAM 4 bộ nhớ 64 GB, giá 1 triệu 6 nha anh chị, 1 triệu 6, pin 5000 mAh. Đó Nazo 50 giá 1 triệu 6 nha.
Rồi tiếp đến là dòng máy Realme, đây là Realme C21 nè. Realme C21 y nha anh chị, màu này là màu xanh nhạt nha. Màu xanh nhạt, màn hình lớn 6.5 inch nha anh chị, 6.5 inch. Pin 5000 mAh à. Realme C21 chứ nha anh chị, Realme C21, RAM 3, bộ nhớ là 32 GB, con này giá bán cho mình là 1 triệu tư ha. Realme C21 giá 1 triệu tư, 3 camera và một đèn flash. Đó, con này pin trâu màn hình lớn giá 1 triệu tư nha anh chị ơi. 1 triệu tư có mỗi con màu xanh xanh nhạt thôi, giá 1 triệu tư cho dòng máy Realme C21 ha. Rồi tiếp đến là dòng máy Oppo F9 nè. Oppo F9 thì em có bản màu tím, tím xanh nha anh chị, ở dưới thì màu xanh, ở trên màu tím ha. Đó, con này thì hình thức cũng tầm khoảng 95% nha anh chị, màn hình LCD 6.2 inch này. Oppo F9. RAM 4 bộ nhớ 64 GB nha anh chị, RAM 4 bộ nhớ 64 GB. Con này thì chui sạc của nó là chui sạc micro nha anh chị, nó chạy chip Helio là G, chạy chip Helio là B60 nha anh chị, B60 giá bán cho mình là 1 triệu tư nha. 1 triệu tư cho dòng máy Oppo F9 nha anh chị, 1 triệu tư, màu màu này là màu tím đó. Rồi tiếp theo nữa là dòng máy Oppo A15s. Oppo A15s thì RAM 4 bộ nhớ 64 GB. RAM 4 bộ nhớ 64 GB, con này pin của nó là 4230 mAh. 4230 mAh nha anh chị, màn hình lớn 6.5 inch, 3 camera và một đèn flash. Có vân tay đầy đủ nha anh chị, giá bán cho mình là 1 triệu 6 á. 1 triệu 6 cho dòng máy Oppo A15s nha, 1 triệu 6. Đó, tặng sạc ốp lưng và dáng cân lực đầy đủ. Rồi qua mẫu là dòng máy Oppo A18 nè, Oppo A18 màu này màu xanh xanh ngọc nha anh chị, màu xanh ngọc, cái vỏ của nó có hơi chài xíu nha. Cái này là vết xước nha anh chị, vết xước ngay chỗ cái ngón tay em chỉ nè. Đó. Máy zin toàn bộ nha anh chị, màn hình con này là 6.56 inch á. Có con là RAM 4 bộ nhớ là 128 GB nha anh chị. Đó. Oppo A18 RAM 4 bộ nhớ 128 GB. Pin của nó là 5000 mAh, con này chạy chip Helio là G85 ha, G85. Giá bán cho mình là 2 triệu tư ạ. Oppo A18 giá 2 triệu tư nha chị ơi. Đó, sạc sạc của nó là hỗ trợ sạc nhanh nha, 2 triệu tư, 2 cam rất là lớn nha anh chị, vân tay tích hợp đúc nguồn. Oppo A18 2 triệu tư. Rồi tiếp theo là một con dòng máy Vivo nha anh chị, đây là Vivo i33s nha, Vivo i33s màu vàng nha anh chị, màu vàng. Đó, con này cũng len ken luôn nha anh chị, không trầy xước gì nhiều nha. Đó, tầm khoảng 95% hơn. Con này là cấu hình của nó là RAM 8 nha anh chị, RAM 8 bộ nhớ 128 GB. Đây, vào thông tin giới thiệu điện thoại đây ha. Vivo i33s, RAM 8 cộng 4 bộ nhớ 128 GB. Con này phiên bản Android của nó là 13 chấm nha anh chị, 13 chấm. Chip là chip Helio là G80 nha anh chị. Con này đỡ là giá bán cho mình là 2 triệu rưỡi nha. 2 triệu rưỡi cho dòng máy Vivo i33s nha anh chị, 2 triệu rưỡi. Đó, vân tay tích hợp đúc nguồn màu vàng nha anh chị, rất là đẹp luôn ha, 3 camera và một đèn flash, 2 triệu rưỡi cho dòng máy Vivo i33s. Rồi tiếp theo là dòng máy Samsung ạ. Đây là Samsung A13, màu này là màu cam nha anh chị, màu cam, cam này là kiểu như cam nó hơi hồng hồng xíu nha anh chị. Đó, hình thức con này cũng còn đẹp luôn, hình thức còn đẹp nha anh chị, tầm khoảng 97-98% vân tay tích hợp đúc nguồn nha, vân tay tích hợp đúc nguồn luôn. Màn hình con này là 6.6 inch á, RAM 4 bộ nhớ là 128 GB. Galaxy A13 phiên bản Android con này là 12 chấm nha anh chị. RAM 4 bộ nhớ 128 GB, pin của nó là 5000 mAh. Đó, giá bán cho anh chị mình là 2 triệu rưỡi nha, 2 triệu rưỡi cho dòng máy Samsung A13 nha anh chị, vân tay tích hợp đúc nguồn. Đó, màu cam rất là đẹp luôn anh chị. 4 camera và một đèn flash nha, 2 triệu rưỡi cho dòng máy Samsung A13. Rồi tiếp tục là Samsung A32. Samsung A32 thì em có bản màu đen nha anh chị, màu đen. Con này màn hình Super AMOLED 6.4 inch nha anh chị, 6.4 inch Galaxy A32 này. Phiên bản Android con này là 13 chấm nha anh chị, RAM 6 bộ nhớ là 128 GB. Pin cùng đó là 5000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh nha. Vân tay thì tích hợp lúc không, con này là vân tay dưới màn hình nha anh chị, vân tay dưới màn hình luôn ha. Chip Helio là G85, con này giá bán cho mình là 2 triệu 9 á. Samsung A32 zin toàn bộ nha anh chị, 2 triệu 9. Đó, sạc ốp dáng cân lực đầy đủ. Rồi tiếp đến là dòng máy Redmi 12 ạ. Redmi 12 bản màu trắng nha anh chị. Con này màn hình của nó là 6.6 6.7 inch nha, 6.79 inch.
Đó, màn hình rất là lớn nha anh chị ơi, 6.79 lên Redmi 12. Cấu hình của nó là RAM 8 cộng 4 nha anh chị, RAM 8 cộng 4, bộ nhớ là 128 GB. Con này sở hữu chip Helo là G88 nha anh chị, pin 5000 mAh. Giá bán cho mình là 2 triệu 6 nha. Redmi 12 nha anh chị, Redmi 12, RAM 8 cộng 4, bộ nhớ 128 GB, 2 triệu 6 cho mình nè. À. Đó, 2 triệu 6, sạc thì sạc nhanh nha anh chị. Vân tay của nó thì tích hợp đứt nguồn luôn ha. Đó, ba camera rất là đẹp luôn, cam nổi nha anh chị. Giá bán cho mình là 2 triệu 6 dòng máy Redmi 12 màu trắng ha. Rồi tiếp đến là dòng máy Oppo ạ. Đây là Oppo Reno 6 5G nha anh chị. Màu này là màu màu xanh ha. Màu xanh nhạt nhạt xíu nha anh chị. Oppo Reno 6 5G. Màn hình Super AMOLED 6.43 inch này. Đây, tên thiết bị là Oppo Reno 6 5G. À, con này bản RAM 8, bộ nhớ là 128 GB nha anh chị, phiên bản Android của nó là 12 chấm ha. Nó chạy chip Dimensity là 900 nha anh chị, 900. À, giá bán cho mình là 3 triệu 6 nha anh chị. 3 triệu 6 cho dòng máy Oppo Reno 6 nha, Reno 6 5G 3 triệu 6. Vân tay tích hợp nút nguồn hỗ trợ sạc nhanh nha. Đó, máy đẹp keng luôn, 3 triệu 6 nha anh chị. Rồi tiếp đến là dòng máy Vivo Y21. Vivo Y21 thì em có bản màu xanh bạc nha anh chị, bên phải thì màu xanh, ở bên trái thì màu bạc bạc xíu nha, màu xanh bạc. Đó, con này tầm khoảng trên 95%. RAM 4, bộ nhớ của nó là 64 GB nè. Phiên bản Android con này là 12 chấm nha anh chị, RAM 4+1, bộ nhớ 64 GB nha. Giá bán cho Vivo Y21 là 1 triệu 850 đi nha anh chị, 1 triệu 850, vân tay tích hợp đúc nguồn. Đó, full keng đẹp nha, giá 1 triệu 850. Cũng có đầy đủ phụ kiện luôn ạ. À. Rồi tiếp theo là dòng máy Realme C17. Realme C17 nha anh chị, Realme C17. Màu xanh ha, màu xanh dương. Con này RAM 4, bộ nhớ 64 GB. Màn hình nốt ruồi 6.5 inch nha anh chị. Đây, tên thiết bị là Realme C17, RAM 4, bộ nhớ 64 GB. Con này chạy chip Snapdragon là 460 nha anh chị, pin thì 5000 mAh, giá bán cho mình là 1 triệu 8 nha. Con này để là giá 1 triệu 7 chứ, quên. Giá 1 triệu 7 cho dòng máy Realme C17 nha anh chị. Đó, giá 1 triệu 7 dòng máy Realme C17 hỗ trợ sạc nhanh, vân tay ok hết nè. Rồi tiếp đến là dòng máy Poco ạ. À. Đây là Poco C40 nha anh chị. Poco C40 thì màu này là màu xanh nha, màu xanh này kiểu như nó hơi màu xanh nhạt nhạt xíu nha anh chị. Đó, cầm máy rất là chắc luôn ha. Con này pin của nó tới 6000 mAh. Poco C40 thì màn hình của nó tới 6.7 inch này. Tên thiết bị là Poco C40, RAM 4, bộ nhớ 64 GB nha. Pin thì 6000 mAh, con này em đỡ là giá bán cho anh chị mình là 1 triệu 7 nha anh chị. 1 triệu 7 cho dòng máy Poco C40 á. Đó, RAM 4, bộ nhớ 64 GB, pin thì 6000 mAh, giá 1 triệu 7 cho mình nè. Rồi, tiếp theo là dòng máy Realme 5 Pro. Realme 5 Pro là em có bản màu là màu xanh tím nha anh chị, màu xanh tím còn một con duy nhất thôi nha. Đó, con này hành thấp tầm khoảng 93% nha anh chị. Có hơi trầy xước nhẹ. RAM 3, con này RAM 4 chứ. RAM 4 bộ nhớ 128 GB và pin của nó là 4000 mAh. Chip Snapdragon là 712 nha anh chị. Con này đỡ là giá bán cho mình là 1 triệu 6 này. Realme 5 Pro giá 1 triệu 6 nha anh chị. Chip Snapdragon 712 nha. 712 thì mình có thể mua về xài chơi game thoải mái nha anh chị. Đó, 1 triệu 6 cho mình. Đó, đầy đủ phụ kiện luôn nè. Rồi tiếp tục là dòng máy Realme 5. Realme 5 là RAM 3 bộ nhớ là 64 GB. RAM 3 bộ nhớ 64 GB. Màu xanh dương ha, màu xanh dương, con này màn hình cũng lớn 6.5 inch này. Con này sở hữu chip Snapdragon là 665 nha anh chị, pin thì 5000 mAh. Giá bán cho mình là 1 triệu rưỡi nha anh chị, Realme 5 thì giá 1 triệu rưỡi này. Đó, có sạc ốp lưng và dáng cương lực đầy đủ cho anh chị nha, Realme 5 giá 1 triệu rưỡi ạ. Rồi tiếp đến là dòng máy Vivo, đây là Vivo Y01 nha anh chị. Vivo Y01 màu xanh xanh dương, RAM 3 bộ nhớ 32 GB. Hai cam bự và một đèn flash nha. Con này vân tay tích hợp đúc nguồn. Pin của nó là 5000 mAh. Giá bán 1 triệu rưỡi đây, 1 triệu rưỡi nha anh chị, Vivo Y01 giá 1 triệu rưỡi. Đó, phiên bản Android của nó là 12 chấm nha anh chị, giá 1 triệu rưỡi ạ. Rồi tiếp đến là dòng máy Redmi 9 ạ. Redmi 9 thì màu xanh tím nha anh chị, màu xanh tím, con này hình thức cũng con đẹp keng luôn ha, không có bị trầy xước gì hết. Màn hình 6.5 inch này. RAM 4 bộ nhớ 64 GB. Đây nha anh chị, RAM 4 bộ nhớ 64 GB và con này pin của nó là 5000 mAh. Giá bán cho anh chị nhà mình là 1 triệu 6 nha anh chị.
1,6 triệu cho dòng máy Redmi 9 nha. Redmi 9 là 1,6 triệu. Đó, đầy đủ phụ kiện cho mình ha, hỗ trợ sạc nhanh, vân tay ok hết, 1,6 triệu này. Rồi tiếp đến là Oppo A16K. Oppo A16K là em có hai màu nha chị, hai màu, màu xanh và màu đen nha, xanh và đen. Con nào cũng đẹp keng luôn nha anh chị. RAM 3 bộ nhớ là 32 GB. Màn hình của nó là 6.5 inch ạ. À. Oppo A16K nha anh chị, màn hình 6.5 inch. Pin 4230, giá bán mỗi con là 1,5 triệu nha anh chị. Oppo A16K 1,5 triệu ạ. Rồi tiếp đến một con dòng máy pin trâu nữa nha. Đó là dòng máy Realme C15. Realme C15 thì con này RAM 4 bộ nhớ 64 GB. RAM 4 bộ nhớ 64 GB nha anh chị, pin của nó là tới 6000 mAh. Đó, pin 6000 là pin cực kỳ trâu bò luôn nha anh chị, màn hình lớn 6.5 inch. Con này giá bán cho mình là 1,6 triệu nha. Realme C15 nha anh chị. Realme C15 giá bán cho mình là 1,6 triệu. Màu này là màu xanh dương nha, màu xanh dương nha anh chị, 1,6 triệu. Đó, có sạc, có ốp lưng và dáng cân lực đầy đủ. Hình thức tầm khoảng 90 93 95% nha anh chị. Realme C15 là 1,6 triệu ạ. À. Đến là dòng máy Oppo nha anh chị. Đây là Oppo A31. Oppo A31 thì màu đỏ nha anh chị, màu đỏ. Đó, con này thì rất là bóng bẩy luôn nha anh chị, đẹp keng luôn, tầm khoảng 98% luôn á. RAM thì RAM 4 bộ nhớ 128 GB nha anh chị. RAM 4 bộ nhớ 128 GB. Pin của nó là 4230 mAh. Đó, RAM 4 bộ nhớ 128 GB, con này giá bán cho anh chị mình là 1,65 triệu nha, 1,65 triệu cho dòng máy Oppo A31 nha anh chị. Rồi tiếp đến nữa là dòng máy full hộp ha. Em còn một con dòng máy Redmi Note 13 5G, hàng mới full hộp nha anh chị. Con này là chưa xài luôn á. Đó, máy mới full hộp cho mình nha. RAM 6 cộng 2, bộ nhớ 128 GB nha anh chị. Con này là màn hình của nó là màn hình Super AMOLED nha. Màn hình Super AMOLED 6.7 inch, màn hình cực kỳ lớn luôn ha. Tần số quét của màn hình lên đến 120 Hz nha anh chị. Đó, màu sắc của nó rất là rực rỡ luôn nè. Thông tin về chi tiết số này. RAM 6 cộng 2, bộ nhớ 128 GB. Con này chạy chip Dimensity là 6080 nha anh chị. Pin thì 5000 mAh, có hỗ trợ sạc nhanh cho mình luôn nha. Cam chính của nó là 108 MP nha anh chị. Đó, con này em đỡ là giá bán cho mình là 3 triệu 9 ạ. À. 3 triệu 9 cho dòng máy Redmi Note 13 5G nha anh chị. Hàng mới full hộp full box luôn, chưa xài gì hết nha. 3 triệu 9 đầy đủ phụ kiện cho anh chị, sạc, ốp lưng, dáng cân lực đầy đủ cho anh chị. Đó, sạc và sạc 33W nha anh chị, sạc 33W cho mình luôn nha. Đó, sạc 33W đi ha. Giá 3 triệu 9 cho dòng máy Redmi Note 13 5G này. Rồi cuối cùng là một cái máy tính bảng nha anh chị ơi, máy tính bảng Samsung Tab A7 Lite nha. Samsung Tab A7 Lite, màu này là màu đen xám nha anh chị, màn hình của nó là 8.7 inch á. Màn hình 8.7 inch cũng nhỏ gọn nha anh chị. Đó. RAM 3 bộ nhớ 32 GB, con này sản xuất đời 2022 nha. Đời 2022. Phiên bản Android của nó là 13 chấm nha anh chị, phiên bản Android mới 13 chấm hả? Hỗ trợ sạc nhanh cho mình luôn, chu sạc của nó là chu sạc Type-C. Đồng thời nó có hỗ trợ lô kép cho mình luôn ha, một lô ở phía dưới và một lô ở phía trên đầu này. Đó, cho nên là âm thanh nghe nhạc của nó rất là hay nha anh chị. Rồi thì em sẽ test cái phần phần âm thanh phần loa cho mình nghe luôn nha. Rồi ok nha anh chị. Máy tính bảng này là mình xài sim được nha anh chị ơi, xài sim được, hỗ trợ mạng di động 4G nha. Rồi em sẽ test cái phần 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 cam cho mình xem luôn ha. Đó, nói chung là cam trước cam sau cũng tương đối ok nha anh chị. Mọi chức năng đều ok hết, xài sim được luôn, mình mua về xài làm xài chơi game này, hoặc là mua về giải trí cho bé học online gì đó thì khá là tuyệt vời nha anh chị. Đó, bên em bán giá là 1,850 triệu nha, 1,850 triệu tặng bao da và một cái bộ sạc nhanh cho mình luôn ha. Bao da thì bên em có 3 màu nha, chị mà thích màu nào thì em sẽ tặng cho anh chị màu đó luôn nha. Màu đen này, màu màu này là màu màu gì ta? Màu đen, màu bạc và màu nâu nha chị, 3 màu thì mình lấy màu nào thì mình lấy ha, thích màu nào thì mình lấy. Đó. Rồi ok thưa anh chị, thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một vài con như vậy thôi. Thì anh chị cứ xem được cảm.
Ôi, thấu nữa. Rồi cuối cùng là dòng máy tính bảng nha anh chị. À, đây là máy tính bảng Samsung Tab A7 Lite nha. Samsung Tab A7 Lite em có màu màu này là màu đen xám nha anh chị. Màn hình của nó là 8.7 inch nha. Màn hình 8.7 inch. RAM 3 bộ nhớ 32GB. Đó, RAM 3 bộ nhớ 32GB. Con này sản xuất từ 2022. Phiên bản Android của nó là cũng mới nha anh chị. 13 chấm á. Đó, Galaxy Tab A7 Lite. Hỗ trợ sạc nhanh cho mình nha. Pin của nó là 5000 mAh, đồng thời nó có hỗ trợ low cap cho mình luôn, một lô ở góc dưới và một lô ở góc trên nha anh chị. Cho nên là nghe cái âm thanh của nó cũng khá là ok, khá là to nha. Rồi test cái phần lô cho anh chị xem luôn nè. Rồi máy tính bảng này là mình xài sim được nha anh chị, bỏ sim vô nghe gọi được ha, hỗ trợ mạng di động 4G. Giá bán cho anh chị mình là 1.850.000 nha anh chị. 1.850.000, em tặng kèm một cái bao da và một cái bộ sạc nhanh cho mình nha. Bao da ở đây là em có 3 màu nha anh chị, màu nâu này. À, màu này là màu kem nha anh chị, màu kem và một cái nữa là màu đen ha. Mình thích màu nào thì em sẽ tặng cho anh chị màu đó thôi nha. Đó, Samsung Tab A7 Lite giá 1.850.000, tặng bao da và một cái bộ sạc nhanh cho mình. Rồi thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một vài con như vậy thôi nha. À, anh chị cứ xem được cái nào mà cảm thấy được hợp lý là mình liên hệ trực tiếp cho em đỡ mua hàng à. Qua số điện thoại là 0879182796 nha anh chị. À, rồi Ngọc Sương xin chào tất cả anh chị cô chú và hẹn gặp lại video tiếp theo ạ. À. Bye bye.